Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sống Channel. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn làm cái video hướng dẫn cho anh em cách để xử lý cái video khi quay bằng cam hành trình xe máy hoặc cam hành động đó. Những cái video mình quay cho góc nhìn rộng, cố định, góc nhìn FOV, mắt cá, fisheye đấy. Đấy, chúng ta muốn duỗi những cái video từ cong thành thẳng. Đó, cái này thì rất nhiều anh em đã inbox quan tâm và hỏi mình. Thế này mình sẽ làm một cái video hướng dẫn. Đấy. Thì để nói qua một chút thì đa phần các dòng camera hành trình xe máy, các dòng cam hành động, cam phượt đấy, trên thị trường thì đa phần đều có góc nhìn rộng. Nó từ 168 cho đến là 170 độ. Vì vậy khi quay ra thì nó sẽ cho những các góc nhìn rất là rộng mà người ta gọi là mắt nhìn mắt cá hay là fisheye đấy. Thì cái góc nhìn này là để chúng ta có thể quay khi đi xe mô tô, xe máy, đi phượt thì chúng ta quay được cảnh thiên nhiên này, được quay hết hai bên làn đường các thứ này. Đấy, thì rất là ok. Nhưng mà khi chúng ta dùng để quay vlog, quay ở trong cái nơi không gian chật hẹp ạ, thì vô tình nó làm sẽ làm anh em có cảm nhìn nó sẽ méo cái khung hình ấy, cong cong đấy. Đấy. Thì nhiều anh em là không thích cái kiểu này. Thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm để xử lý những cái video cong hình này. Đó, chúng ta duỗi thẳng nó ra. Đơn giản như vậy. Thì để mà duỗi thẳng nó ra thì ở đây mình dùng cái phần mềm. Phần mềm nó mang tên là HitStream Express. Thì mình sẽ để cái link download cái phần mềm này ở dưới phần mô tả. Thì anh em sẽ vào đó download về. Sau đó anh em nào mà thích mua bản quyền hoặc là thích crack các thứ thì tìm hiểu sau nhá. Mình đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thôi. Ok, đây mình khởi động lên. Đây của mình cũng chưa IT này, nên bản dùng thử đây. Mình vào New, sau khi khởi động cái phần mềm HitStream Express này lên, chúng ta sẽ vào New. Đó, cái này virus hiện lên liên tục. Đó, vào new project setting. Ở trong phần này thì ở cái template này anh em lựa chọn những cái chuẩn video đầu vào. Ví dụ bình thường cái video của mình quay là thường là 1080p 60fps thì mình chọn 1080p 60fps. Đó, rộng dài. Frame rate các thứ, audio. Ok. Phần này cũng khá là hữu dụng để chúng ta có thể là chỉnh duỗi video. Cũng có một phần mềm khác chúng ta có thể xử lý ảnh ảnh cong mắt cá này, chúng ta cũng duỗi ảnh ra nhưng mà là phần mềm khác thì mình sẽ giới thiệu trong những cái video tiếp theo. Đó, sau khi chọn cái project thì nó sẽ vào cái phần giao diện làm việc chính này. Chúng ta sẽ vào phần import. Đây mình sẽ nốt đây cho anh em một import này nhá. Đó, import để chọn cái video đầu vào chúng ta cần duỗi video nào thì chọn video ấy. Đây mình sẽ chọn video này. Ok, đấy, đợi cho video nó load vào trong cái phần mềm này. Nó đang quay quay này. Sau khi nó load xong thì chúng ta sẽ dùng giữ con trỏ chuột trái và gắp nó sang phần timeline này. Đấy. Bên này là phần timeline làm việc của nó. Đấy, thì video này mình chuyển sang phần timeline. Ok. Đó. Sau đó chúng ta sang phần effect. Đấy, effect đi nhé. Đấy. Sang phần effect. Kéo xuống. Và đến kéo đến cái phần warm này. Đây. WARP này. Kích vào phần warm. Kích sổ xuống và chúng ta đến cái phần là Action Cam Lens Distort. Action Cam Lens Distort. Đây. Chúng ta sẽ cũng giữ con trỏ chuột và kéo sang phần timeline. Đấy. Để chúng ta edit video.
Sau đó chúng ta sang bên này, kéo xuống cái thanh sổ này. Thì ở đây nó có cái FOV này, revert này. Chúng ta tích vào cái chúng ta đầu tiên chúng ta chọn prison trước. Vào prison. Chọn cái GoPro Hero 3 sạc 4 wide 16 x 9. Chúng ta có thể lựa chọn một số cái góc nhìn này, nhưng mà đa phần là mình chọn cái góc 16 x 9 là chuẩn nhất. Đó. Các bạn đã thấy chưa? Video bên này cong cong này. Góc nhìn fish eye này, bên này đã được duỗi thẳng. Và đồng thời ở phần revert này chúng ta phải tích vào nhé. Đó. Bỏ tích revert này sẽ cong này. Tích vào revert. FOV đây chúng ta có thể điều chỉnh cho nó sao cho cân đối để mặc định của nó là 10, bữa nay là 63 được. Đấy, 63.0. Nó sẽ duỗi thẳng video ra. Ok, sau khi duỗi xong thì chúng ta vào phần export. Export ở đây nhé. Vào phần export. Vào in out area. Đó. Bên này thì chúng ta có thể lựa chọn những cái thư mục xuất video ra. Đó, thư mục xuất ra. Rồi ở đây chọn là định dạng sau khi xuất ra YouTube 1080p HD này hay là YouTube 2K này. Đấy, ok. Sau đó chúng ta sẽ export. Thế này export. Chọn các thứ xong. Đây, chọn cái này đúng không? Chúng ta sẽ vào cái start start exporting. Đó. Thì nó bắt đầu export cái video. Những cái video chúng ta chọn ở phần export này. Đó. Đây, video các video đây. Thì chúng ta sẽ đợi nó export ra. Thì chúng ta sẽ được những video duỗi thẳng. Duỗi thẳng từ mắt nhìn fish eye ra góc nhìn 16 x 9. Ok. Đấy, anh em cứ làm theo hướng dẫn mình. Và chúc anh em thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.